Cảm ơn khán thính giả giữ màn hình để xem tiếp cái phân tích thời sự trong ngày thứ hai đầu tuần của chúng tôi. Chúng tôi gửi đến khán giả cái tình hình giữa Hoa Kỳ và Putin qua cái bữa họp kín giữa ông Tổng thống Donald Trump với đại sứ của nước Nga tại Hoa Kỳ, đại sứ ngoại trưởng của nước Nga là ông Lavrov. Thì phải nói là tiếp theo cái đó thì là có nhiều cái tin tức khác trong cái liên hệ này. Nhưng mà vừa cái hội nghị này chúng ta thấy hai vấn đề mình đặt ra để mình đặt cái vấn đề nó lạ. Thứ nhất, những câu chuyện nói rằng hội nghị hai người gặp nhau để bàn cái gì, để bàn cho một cái bữa thượng đỉnh sắp tới giữa ông Donald Trump với ông Putin tại G20 Harbor của nước Đức vào tháng 7. Thì cái đó nó không cần phải ông Tổng thống phải ngồi mà họp với ông đại sứ. Cái đó thường cái nguyên tắc ngoại giao, cái chuyện đó là chỉ hai ông ngoại trưởng ngồi nói chuyện với nhau thôi, chứ không cần phải ông Tổng thống. Thứ hai, cái lạ nữa là ông Tổng thống để mời ông Lavrov, Bộ trưởng Ngoại giao, vào tòa bầu dục họp mà có tiếng bí mật không cho báo chí Hoa Kỳ coi dự. Thì chỉ có một cái đại diện cho thông tấn xã của nước Nga là báo TASS, tờ TASS để họ dự thôi. Thì cái này nó làm cho người ta thấy rất là ngạc nhiên. Mặc dầu cái nội dung của hai bên nói rằng là chúng tôi họp cái này để mà chuẩn bị cho cái G20. G20 thật sự nó là một cái hội nghị của cái nhóm kinh tế lớn nhất của Âu Châu, là gồm có 20 thành viên, gồm có là 19 thành viên các cái nước tiên tiến và một thành viên nữa là EU. Thì cái đó nó không có dính gì cái nguy hiểm cả. Nhưng mà lại là cái nội dung thì nói là chúng tôi bàn về vấn đề Syria, bàn về vấn đề Ukraine, và nói rõ là trừ không bàn về vấn đề cấm vận của nước Nga. Thì tất cả những cái chuyện nó nói mình sẽ có lẽ là không tin tưởng. Mặc dù đây cho nó còn lâu để mình đoán, nhưng phải nói đây là không phải là chuyện bình thường. Thì người ta còn nói rằng là có lẽ cũng đây cũng là một trong những cái điều mà ông Donald Trump muốn chuyển cái hoạt động của ông từ lộn xộn ở nước Mỹ về cái vụ bầu cử nước Mỹ, về cái vụ mà tố cáo ông đã có quan hệ với ông Putin, tất cả những câu chuyện đó, và ông nhập vào ông Putin với tư cách rất đặc biệt như vậy. Thì cái điều đó nó không làm cho người ta ngạc nhiên, là bởi vì cái kiểu ông Trump là nó là như vậy. Báo chí thì nói rằng là ông làm như vậy là nguy hiểm, là bởi vì ông đưa một cái tờ báo hãng thông tấn TASS mà vào tòa Bạch Ốc trong phòng bầu dục mà họp, thì họ cài đặt những cái bộ phận nghe lén, thì làm sao ông nói là chúng tôi không quan tâm cái đó, vô đó là chúng tôi đã scan hết rồi. Thì thật sự đây là một cách ông nói thôi, chứ còn cái scan của tòa Bạch Ốc đâu có bằng scan của tình báo khác nữa. Nó nhiều thứ mà cái này rất là chểnh mảng, bởi vì cái trong cái phòng bầu dục là cái nơi nó rất là gần chỉ có tổng thống thôi, nó khác với phòng họp báo, nó khác với cái nơi hình hoài. Chúng ta nhớ như vậy, giống như là cái chỗ đó là cái chỗ đặc biệt, không có thể có người lạ vào được, ngay cả những người trong tòa Bạch Ốc mà không thân cận cũng không được vào. Thành ra đây cũng là một cái điều chúng ta thấy lạ khi mà nó xảy ra cái chuyện vậy. Ông Putin thì hai người gặp nhau rồi thì nói rằng cái chuyện họp nhau, hai người ca ngợi với nhau là một cái ông Lavrov, đại sứ ngoại trưởng của Nga, thì nói là một họp rất tích cực. Ông Putin, bên kia thì thông tấn xã của nước Nga là TASS phát đi một cái bản tin nói rằng là chúng tôi sẽ có một buổi họp thượng đỉnh giữa hai vị lãnh đạo Nga và Hoa Kỳ ở tại Hamburg của nước Đức. Mà kỳ này chúng ta nhớ là G20 kỳ này là bà Thủ tướng Đức là Merkel đứng ra chủ trì. Mà bà Merkel thì chúng ta thấy là gần đây đã gia giảng ông Putin rất nhiều, và hy vọng là dùng cái hội nghị G20 này để mà xóa bỏ cấm vận của nước Nga. Bà có thể làm được, vì cái đó không phải vì quyền lợi nước Nga mà vì quyền lợi của Âu Châu. Chúng ta thấy cái này nó không đơn giản, bởi vì giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc nó không đơn giản là từ nước, mà đây là nó quyền lợi, nó đi với thế giới với nhau. Chúng ta không biết trong tương lai đó là nó như thế nào, là bởi vì cái G20 nó có cả cái khối EU trọng, chứ không phải là một hai nước. Thì cái khối EU này là nó đại diện cái khối EU, tức là Liên Âu đó, chứ không phải là từ nước nằm trong cái EU. Thì cái này chúng ta thấy nó là một cái hiện tượng lạ. Không biết trong những ngày tới thì tình hình nó ra làm sao. Nhưng mà ông Trump người ta đang ngờ vực là không biết là trong cái buổi gặp này ra thì ông Lavrov, người ta hỏi ông là có biết cái chuyện, ông Lavrov là Bộ trưởng Ngoại giao của Nga, có biết cái chuyện ông Donald Trump vừa bãi chức ông James Comey là FBI hay không? Ông nói vậy à, tôi không hay. Thì ông trả lời cái đó là hơi có vẻ là
đóng kịch hơi dở, bởi vì cái ông ngoại trưởng lúc nào đi ra ngoài liên lạc cũng có một thằng tiểu diêm bên đó cập nhật cái tình hình đó cho ông, chứ ông nói ông không biết gì cả, nghĩa là ông có vẻ là ông làm bộ ông giấu. Như thành ra người ta nghi ngờ là trong cái buổi gặp gỡ đó, đó là ông Lavrov, bộ trưởng ngoại giao, có yêu cầu ông tổng thống Hoa Kỳ cách chức ông James Comey đi. Thì cái này nó còn rất sớm để mình xem cái đó có rào, nhưng mà tất cả những cái thái độ có tính cách là của hơi lầm lạ của ông Lavrov, nói rằng vậy à, ông bị đuổi chức rồi à, thì cái điều đó mình thấy hơi nghi ngờ. Cho nên chính trị hiện giờ mình thấy là nó đột xuất, nó diễn ra lúc này. Vì thế cho nên bên kia ông Tập Cẩm Bình ông mới đem tập hợp những cái lực lượng mà là Hoa Tiễn để ông nói ông đánh chìm cái hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ ở ở Triều Tiên, thưa anh Viên Huy. Vâng, có hai cái điểm lạ mà chúng ta cần phải lưu ý tới. Là cái điểm thứ nhất đó, là cái điểm mà Tổng thống Donald Trump mặc dầu là không có ưa thích gì cái giới báo chí của Hoa Kỳ cả, nhưng mà thật sự ra trong một cái cuộc mà họp có cái tính cách ngoại giao như vậy á, thì đã cho một phía báo chí của Nga vào, mà tại sao không cho báo chí của Mỹ vào? Đó là một cái điểm là bây giờ cho các nhà phân tích cũng chưa thể phân tích, chưa phân tích được cái tại sao lại có cái chuyện như vậy. Để đến khi mà sau cái cuộc họp đó thì bên phía Nga đã tung một cái hình ảnh họp giữa ông Lavrov với lại là tổng thống Donald Trump, và khiến cho ở bên nước Mỹ, dư luận chính trị ở nước Mỹ đó xôn xao cả lên và cho rằng là cái cuộc họp. Rồi cái điểm lạ thứ hai mà chúng ta cần phân tích nữa là với tư cách là một tổng thống của nước Mỹ thì thường thường mà nói chuyện có cái gì chính danh thì là nói chuyện với người ngang cấp của mình, là ông Putin. Thì cái ông mà bộ trưởng ngoại giao đó thường thường cũng như là ông Tillerson của Hoa Kỳ mà tới Mặc Tư Khoa đó, thì khi muốn gặp ông Putin đó, là phải gặp ông Lavrov trước. Rồi thì sau gặp gã sao xã giao, không phải là gặp để mà họp với ông Putin. Nói đây thì ngược lại là ông Tổng thống Donald Trump thì ngồi họp với ông Lavrov. Vậy thì ngồi họp với ông Lavrov đó, thật sự ông Lavrov tuy rằng là bộ trưởng ngoại giao của ông Putin thật, nhưng mà ông không có quyền quyết định. Và tất cả những cái điều gì, những cái kế sách gì của ông Putin chưa chắc ông Lavrov đã biết hết. Chỉ khi nào mà khi ông Putin có cái lệnh làm việc như vậy, ông Lavrov sẽ, bộ trưởng ngoại giao sẽ tiếp tục tiến hành. Đây là trong các chế độ cộng sản cũng như chế độ mà độc tài, thường thường là mấy ông bộ trưởng ngoại giao không có cái tiếng nói chính thức của chính phủ đó, mà thay thế cho các nhà lãnh đạo. Đó là hai điểm mà chúng tôi cần xin đóng góp vào. Bây giờ trở lại đến cái tình hình của Biển Đông và với lại cái dư luận trong nước Mỹ, thì vừa rồi có một cái sự kiện nổi bật là ba ông nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa cùng với lại bốn ông nghị sĩ của Đảng Dân Chủ cùng ký vào một cái lá thư gửi cho Tổng thống Donald Trump, yêu cầu là thực hiện tất cả những cái việc mà tuần tra Biển Đông như trước đây là các chính phủ trước đã làm. Mà kể từ tháng 10 cho tới nay không có một cái chuyến tuần tra nào hết. Và vì thế cho nên bảy ông nghị sĩ này đã lên tiếng. Thì các giới phân tích, các giới quan sát thì phân tích cái sự kiện này cho rằng là thế này. Cái không khí hiện tại ở Quốc hội Hoa Kỳ bây giờ, đặc biệt ở trên Thượng viện Mỹ, thì đều lo lắng rằng là Tổng thống Donald Trump có quá lo ngại về vấn đề Bắc Triều Tiên, cũng như là về vấn đề mà không thể sử dụng được về phía quân sự bằng phương tiện quân sự đối với Bắc Triều Tiên, cho nên đã phải nhờ đến tay Trung Quốc và để làm cho cái áp lực về vấn đề mà trừng phạt Triều Tiên chẳng hạn, tham gia với Triều Tiên chẳng hạn, thì tham gia với Hoa Kỳ chẳng hạn, để mà áp lực với Triều Tiên mà ngưng cái chuyện thử nguyên tử. Nhưng mà hình như công việc đó nó cũng đạt đến đâu cả, mà cho nên bây giờ Tổng thống Donald Trump muốn thúc đẩy Trung Quốc phải mà tiến hành mạnh mẽ hơn về cái việc mà áp lực với Triều Tiên, đến độ mà Triều Tiên, ông Kim Jong-un đã lên tiếng mà có vẻ mà bực bội về vấn đề mà Trung Quốc hiện tại bây giờ đã nghe theo Hoa Kỳ. Xin lỗi quý vị. Và vì thế cho nên tất cả những nghị sĩ, bảy nghị sĩ này đã đưa một cái lá thư đó lên, và không biết cái lá thư đó là sẽ ảnh hưởng như thế nào và cái tiến trình ra sao. Và như là giáo sư Trần Văn Chi vừa rồi có cái phân tích, và cái chiến hạm, những chiến hạm cũng như là cái hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ đã tiến sát đến Biển Đông, nhưng mà thật sự ra cũng vẫn chỉ còn loanh quanh ở trên Biển Đông thôi, chưa phải là áp sát vào với lại Bắc Triều Tiên, hoặc là có những cuộc tuần tra từ các chiến hạm đó ở vào Biển Đông. Thì vậy thì
Như vậy thì người ta mới đặt câu hỏi rằng là phải chăng là ở đây Hoa Kỳ Tổng thống Donald Trump bây giờ đang có một cái chính sách ngoại giao là muốn cùng Nga cũng như là cùng Trung Quốc để cùng chịu trách nhiệm giải quyết những cái vấn đề ở trên thế giới hiện tại bây giờ. Không, thì nếu đúng như anh Nguyên Quy mà có cái phân tích như vậy thì tình hình nó tốt. Cái là thế giới từ lưỡng cực dành ra đa cực, tức là ba nước. Nhưng mà mình thấy rằng là cái sự xuất hiện của ông Tập Cẩm Bình mà khi giúp cho ông Donald Trump về vấn đề Bắc Hàn là một cái xuất hiện làm cho ông Donald Trump thấy phấn khởi và hai nước, hai người có vẻ thân tình. Nhưng mà chúng ta nhớ là không đơn giản như ông Trump cũng nghĩ. Khi mà ông Tập Cẩm Bình ổng nhập vào nước Mỹ, ổng tiến, ổng thành chủ luôn chứ không phải là khách đâu. Thành ra cái đó là một cái tam thập lục kế của Trung Quốc, cho nên ổng mới xoay cho Hoa Kỳ, nếu anh mà không chịu làm tôi sẽ làm mấy cái chuyện này, tôi làm mấy cái chuyện kia. Vì thế cho nên chúng ta thấy là bây giờ có lẽ ông Donald Trump thấy cái đó, mình hơi nghi ngờ là các thượng nghị sĩ này là trong đó đảng Cộng Hòa có, Dân Chủ có, thì Cộng Hòa có lẽ là muốn dùng cái này kéo Dân Chủ vô để mà tạo ra một cái sức mạnh áp lực hơn đối với Trung Quốc để mà bớt cho cái nhượng bộ của ông Donald Trump. Bởi vì nếu mà ông Donald Trump mà tự làm cái này thì ông Tập Cẩm Bình nói là anh break cái điều với tôi, anh buông lơi Biển Đông mà bây giờ anh làm cái này. Thì bây giờ phải nói là làm cái này là một cú sức mướn, nếu mà đúng thiệt như vậy thì cái đảng Cộng Hòa họ làm cái đó để họ điều chỉnh, mà ông Donald Trump không có mang tiếng là chúng tôi là bị phản bội, giống như là cái thời Việt Nam Cộng Hòa lúc mà không viện trợ thì tổng thống Mỹ nói thì chúng tôi không phải, mà tại vì dân nó không muốn, nó dân đi biểu tình của ai. Thành ra đây cũng là một cái kiểu mà chúng ta thấy dùng cái áp lực của Quốc hội để mà điều chỉnh sách ngoại giao. Đây là một cái liều lý thú, hy vọng là trong những ngày tới tình hình Biển Đông có vẻ đỡ hơn. Nghĩa là sao? Nghĩa là Hoa Kỳ có thể tuần tra, và cái điều này cho thấy rằng sắp tới đây có lẽ là những cái tình hình nó mới hơn, cho nên Trung Quốc họ giận dữ, họ đòi là bắn chìm cái hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ là như vậy. Cảm ơn khán giả. Anh Lương Quy, chúng tôi sẽ trở lại sau giây phút quảng cáo.